quay này. Ừ. Rồi, xin chào tất cả các bác nhá. Là em đây, em ở bên bên shop Phạm Huấn ấy. Thì bên em là chuyên phân phán đồ. Rồi, xin chào tất cả các bác nhá. Là em shop Phạm Huấn đây. Bên em là chuyên phân phối đồ Nhật bãi, bên cạnh đó là có một vài sản phẩm của Nhật, Mỹ, Đức. Đấy. Thì đây là số hotline của bên em nhá, 1 2 3 số. Và xin lưu ý với các bác là khi mà các bác đã nhắn tin thì các bác không gọi điện đặt hàng. Còn khi mà đã gọi điện đặt hàng thì sẽ không nhắn tin nữa. Đấy, đây là số tài khoản của bên em nhá. Đây các bác theo dõi. Thì hôm nay là bên em có một vài mặt hàng mới. Là trước thì có cái kìm hàn đa năng này, nó là cái dạng đầu bằng đầu nhọn, nó màu cán đỏ thì giá của nó là 200 và 230. Bên cạnh đây thì bên em mới về cái kìm hàn mới. Cái kìm này là cái kìm đầu bằng đa. À, quên nhầm sai rồi. Rồi, xin chào tất cả các bác nhá. Em là em đây số Phạm Huấn. Bên em chuyên phân phái đồ Nhật bãi, bên cạnh đó thì có một vài sản phẩm của Mỹ và Đức nữa. Thì đây là số hotline của bên em gồm có 3 số nhá. Đây các bác cứ liên hệ qua 3 số này. Bên dưới này là số tài khoản của bên em. Nếu mà lưu ý với các bác là khi mà các bác nhắn nhắn tin đặt hàng rồi thì các bác sẽ không gọi điện nữa. Còn nếu mà bác nào mà đã gọi điện đặt hàng rồi thì sẽ không nhắn tin nữa, để tránh là lên đơn trùng nhầm lẫn đơn các bác nhá. Đấy, thì hôm nay là bên em có một vài sản phẩm mới. Đợt trước thì có cái dạng kìm đa năng có dạng đầu bằng đầu nhọn là cán đỏ. Nhưng mà hiện nay bên em lại về thêm một cái con là con cán nhọn. Giá của con đầu bằng cán nhọn này là 230.000 bác nhá. Và khi mà các bác đặt hàng thì bác gọi là con kìm đầu bằng kìm đầu nhọn đa năng cán bạc hoặc là cán màu trắng đục. Đấy. Giá của nó là 230.000 các bác nhá. Rồi tiếp theo là em lên một vài mã kéo, ví dụ như con kéo cắt kéo bếp bạc này, con này là dùng cho nhà bếp, như kiểu là mình cắt vải hay là cắt rau quả gì đấy trong nhà bếp, cắt thịt gà nhỏ, cắt xương nhỏ đều được các bác nhá. Giá của con kéo bếp bạc này là 130.000. Đấy, thì khi các bác đặt thì các bác gọi các bạn đặt hàng thì bác đọc là kéo bếp bạc, cho tôi một kéo bếp bạc 130.000 các bác nhá. Đấy. Và bên cạnh đó thì bên em đang có một vài dạng con kéo cắt gà mới. Con kéo cắt gà mới này thì dạng của nó là con so với con kéo cắt gà cũ ấy, thì nó sẽ to hơn một chút và nhìn nó có đầy đủ chức năng hơn, nhìn nó chắc chắn hơn, bền hơn. Đấy, con này thì nó đang có giá là bên em đang bán với giá là 250. Đấy, 250.000. Thì con này, con dạng kéo cắt gà mới này nó sẽ có hai màu, màu đỏ và màu bạc. Đấy, thì khi các bác đặt thì các bác bảo là cho tôi một con kéo gà bạc, màu bạc hay là màu đỏ gì đấy. Đấy, thì so với con kéo cắt gà cũ thì nó cũng chỉ to hơn một chút thôi. Nhưng mà nhìn đấy, chất lượng con này thì nó móc chuôi lên cao hơn này. Và nó có một cái thanh, con này thì không có cái thanh ngang này. Còn con này thì có các bác nhá. Và con kéo cắt gà mới này thì nó chắc chắn hơn và nó to. Đấy, nhìn độ chắc chắn bóng bẩy mềm hơn. Đấy. Rồi bên cạnh đó là bên em mới về thêm một cái mặt hàng mới, đó là cái ấm siêu tốc nhá. Thì cái ấm này nắp của nó màu hồng, đấy nhìn nó rất là đa năng và mới nhá. Đấy, con này là con mới tinh và chưa qua sử dụng. Thì với cái dung tích của con này là các bác đựng được 2 lít hoặc là 2 lít rưỡi. Thì con này đang có giá là 350.000. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Dập chìm bếp in Japan nhá. Hãng này là hãng ấm siêu tốc này là hãng Sutai của Nhật. Đấy. Đấy, con này là con bản chuẩn của Nhật bác nhá. Đấy, các bác tham khảo. Rồi xin giới thiệu với các bác một hạt màng mặt hàng mới nữa nhá. Đây là con dao dọc giấy của bên em. Đây con này là con mới. Đó, con màu đen này. Thì giá của nó đang có giá là 100.000 một chiếc bác nhá, 100.000 một chiếc đấy. Rất là chắc chắn, rất là dễ lôi ra lôi vào. Đó. Đó. Và đây là bộ lưỡi của nó nhá. Đó. Đây là bộ lưỡi cắt của nó. Thì con này đang có giá là 150.000 và bộ lưỡi của nó đang có giá là 50.000 một bộ. Đấy. Các bác mà lấy thì các bác bên em đang có lại hai loại dao giấy. Một loại là đây, loại này là loại 50.000. Đấy, các bác lấy loại nào thì các bác bảo là cho tôi con dao giấy 50.000 hoặc là cho tôi con dao giấy 100.000. Đấy. Thì cái con dao giấy 100.000 này bộ lưỡi của nó sẽ có giá là 50.000 một bộ. Còn loại dao giấy mà 50.000 một bộ đấy thì con bộ lưỡi của nó đang có giá là 20.000 một bộ các bác nhá. Đó. Rồi bên cạnh đó là bên em đang có cái dạng móc khóa, là có dạng móc khóa chữ U và móc khóa xe máy hai vòng. Đấy. Thì cái dạng móc khóa chữ U này ấy, thì nó có hiện tại là nó có 4 số cài các bác nhá. Các bác để ý là nó có 4 số cài. Đấy. Và nó có hai màu là màu đỏ và màu đen. Đây. Thì con này đang có giá là 120.000 một con các bác nhá. Đấy, các bác lấy thì các bác bảo là cho tôi một con khóa chữ U. Giá của nó là 120.000. Đấy, giá niêm yết của nó, cái giá công khai các bác nhá. Rồi. Tiếp theo là một con khóa vòng hai một con khóa dây hai vòng, con này thì khóa cổng hay là khóa xe máy thì thoải mái các bác nhá, dài. Và con này cái mã cài đặt mật khẩu của nó chỉ có 4 chữ số thôi các bác nhá.
Đấy, các bác nhìn rõ giúp em là nó chỉ có 4 số thôi, để tránh nhầm lẫn là tôi đặt khi mà nhận hàng lại bảo là tôi đặt 5 số cho bây giờ lại có 4 số. Đấy. Và bên em chỉ có hiện tại là chỉ còn cái dạng khóa số 2 vòng thôi các bác nhá. Đấy, khóa chữ U và khóa số 2 vòng. Đấy, con này thì giá của nó là 120.000 các bác nhá. Cũng đồng giá với con khóa chữ U kia. Đấy. Rồi tiếp theo là em lên một vài mẫu kéo cho các bác nhá. Theo thứ tự là thứ nhất là con này là con kéo tỉa A, là chuyên tỉa các cái cành nhỏ nhỏ các bác nhá. Đấy, kéo tỉa A thì con này chiều dài của nó thì chắc là tầm gần 30. Đấy, và nó đang có giá là 160.000. Thì khi mà các bác lấy con kéo này thì các bác bảo là cho tôi một con kéo cán đen mũi dài. Đấy, kéo tỉa cành, kéo tỉa chuyên tỉa các cái cành nhỏ nhỏ ấy. Đấy, đó. Đấy, cán đen nha các bác nha, đúc nguyên khối các bác nha, có mấy chữ dập chìm đi các bác nha. Đấy, con này là con hàng chuẩn Nhật các bác nhá. Cái dạng kéo này là dạng kéo chuẩn Nhật. Đấy. Và tiếp theo là em sẽ lên một con kéo. Đây, dạng con kéo cắt cành các bác nhá. Kéo cắt cành đúc nguyên khối. Đó, con này là con cán kéo cắt cành cắt cán đen. Thì con này đang có giá là 230, nhưng mà hôm nay bên em đang có ưu đãi giảm giá cho các bác xuống còn 200.000 một con các bác nhá. Đấy. Kéo cắt cành cán gỗ. Đó, made in Japan dập chìm đấy các bác, nhìn thấy chưa? Đó, rất rõ ràng hàng của Nhật các bác nhá. Và con này thì chưa qua sử dụng nên là các bác cứ yên tâm nhá. Hàng bên em là hàng Nhật bãi, nhưng mà hàng Nhật bãi thì chủ yếu là dồn tồn kho của siêu thị, chứ không phải là hàng Nhật bãi đã qua sử dụng rồi. Đấy, con này là con kéo cắt cành các bác nhá. Rồi tiếp theo là em lên một con nữa, là con này là con cũng là dạng con kéo cắt cành, nhưng mà con này là cán đúc gỗ. Con này là con cán gỗ các bác nhá. Thì hiện tại con này bên em đang có giá là 250. Đó, có chữ made in luôn nha các bác nhá. Đó, đó. Thì con này chiều dài của nó chắc là tầm 20 các bác nhá, 20 cm. Đó, các bác đặt hàng thì các bác bảo là cho tôi một con kéo cành đúc cán gỗ. Đấy, con này có giá là 250 các bác nhá. Đó. Đây các bác nhìn đi nha. Đó, em nạy ra em cắt này. Đó, con này rất chắc chắn các bác nhá. Đó, cầm cán gỗ như này thì mình nó không bị đau tay mà cầm nó rất là chắc chắn. Đó. Rồi tiếp theo là em sẽ rang một cái vài món đồ của dùng trong nhà bếp các bác nhá. Đây em giới thiệu các bác, đây là khò gai nhá. Khò gai đánh lửa đấy. Thì bên em đang có dạng là ba dạng khò gai. Con này là khò gai bé, con này là tự đánh lửa này đấy. Thì các bác đây nó có cái lỗ như này, là các bác về các bác cứ thế các bác lắp vắp vào cái chuôi của bình ga thôi và mình sử dụng luôn. Con này là tự đánh lửa bác nhá. Thì cái con này nó chỉ có một màu trắng này thôi và nó đang có giá là 100.000. Thì các bác đặt thì các bác là bảo là cho tôi một con khò ga bé nhá. Một chiếc khò ga bé giá của nó là 100 và nó chỉ có một màu trắng này thôi các bác nhá. Đó, bình ga nào cũng sử dụng được hết, các bác cứ lắp vào là các bác sử dụng. Rồi, tiếp đến là một con khò ga giống như vậy nhưng mà cũng tự đánh lửa, nhưng mà nó là dạng to hơn. Thì con này cầm chắc chắn hơn mà đỡ nguy hiểm hơn đấy. Thì con này nó đang có giá là 150.000. Đó, con khò ga to này nó đang có giá là 150.000. Và hiện tại thì bên em đang còn hai màu, là màu này nó như kiểu là dạng màu hồng. Màu hồng hồng và màu xanh này các bác nhá. Đó, bên em đang còn hai con màu này và giá của nó là 150 đấy, cầm tay rất chắc chắn các bác nhá. Rồi, tiếp đến là em còn một con khò đồng này nữa. Đó, diện tích của nó chỉ có như này thôi. Nhưng mà nhìn nó rất là, con này là con đúc đồng chắc chắn lắm nhá các bác ơi. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ không có tự đánh lửa đâu mà các bác phải mồi lửa nhá. Đấy, con này nó đang có giá là 160.000. Và chiều dài của nó thì nó dưới một gang tay thì chắc nó cũng chỉ được tầm 10 phân thôi. Đấy, con này thì dài 10 phân. Nhưng mà nó là đúc đồng nên là cầm nó rất là chắc chắn. Mũi, đó. Rồi tiếp theo là em lên cho các bác là một vài mã búa nhá. Thì bên em đang có 3 mã. Mã búa BD1, búa BD2 và búa BD3. Đấy, con này thì nó là hãng Kabushi của Nhật. Mà cái hãng này thì nghe nhắc tên đến rồi các bác cũng biết rồi. Rất là nổi tiếng của bên Nhật các bác nhá. Đó, chữ K là ký hiệu Kabushi của Nhật. Đó, đấy các bác nhìn rất đẹp nha, rất chắc chắn. Đấy, thì thứ nhất là em lên cho các bác là con búa BD1. Con này là vừa đóng đinh và vừa nhổi đinh. Nhưng mà con này là chuôi của nó thì nó hơi ngắn. Đấy, made in Japan Kabushi đầy đủ các bác nhá. Đấy, thì con này nó chỉ dài tầm 15-17 phân thì đấy. Đấy, 15-17 phân. Thì con này là nó tác dụng của nó là có đóng đinh và nhổ đinh các bác nhá. Đó, vừa đóng đinh vừa nhổ đinh. Đó, thì con này nó đang có giá của nó là 100.000 các bác nhá. Đấy, các bác đặt thì các bác bảo là cho tôi một con búa đinh lùn, cán lùn 100.000. Đó. Rồi tiếp theo là đến con mã búa thứ hai các bác nhá. Con này thì nó đang có ký hiệu là búa BD2. Con này cũng là chuyên đóng đinh, đó, và nhổ đinh. Đấy, nó có hai chức năng các bác nhá. Và con này là cái dạng con cán dài, con này thì dài của nó phải hơn 30 phân. Đấy, thì con này đấy cũng Kabushi của Nhật các bác nhá. Đấy, rất rõ ràng.
thì con này nó đang có giá là 120.000. Đấy các bác đặt thì các bác bảo là cho tôi một con búa đóng, búa nhổ đinh, chuyên nhổ đinh và đóng đinh cán dài. Đấy, đấy 120.000 các bác nhá. Đấy các bác nhìn rõ giúp em. Cái bọc của nó là bọc cao su các bác nhá, cầm rất là chắc chắn mà khi mà mình đập hay là mình nhổ đinh nó sẽ không bị đau tay, ảnh hưởng đến tay của mình đâu các bác nhá. Đó. Rồi, tiếp đến là một con búa có mã là BD3. Con này thì nó nặng 1 kg và nó chỉ chuyên để đóng đinh thôi các bác nhá. Đấy, con này nó nặng 1 cân mà nó chỉ chuyên để mình đóng đinh thôi. Thì con này đang có giá là 140.000. Ký hiệu của nó là búa BD3. Đấy, thì khi các bác đặt hàng các bác bảo là cho tôi một con búa đóng đinh, chuyên đóng đinh. Đấy, nó đang có giá là 140.000 nha các bác nhá. Đó. Búa BD3. Đấy các bác lưu ý giúp em nhá, đó. Cao su cầm rất là chắc chắn tay mà mình không bị đau tay. Rồi tạm thời hôm nay thì em lên lấy các mặt hàng đấy cho bác nhá. Rồi em đưa ra một vài lưu ý cho các bác là khi mà đặt hàng bên em ấy, các bác nhắn tin rồi thì lưu ý là sẽ không gọi điện đặt hàng nữa. Còn nếu các bác nào mà đặt hàng